nhà này không ai hiểu con, không ai là người cảm thông cho con hết á. Sáng ra bệnh mắt thì đã phải đi chợ rồi về nhà lo bữa ăn sáng, nhưng mà có ai hiểu đâu. Bố thì lại chê cơm đường cháo chợ, còn chú Danh thì chê cơm rang khó nuốt. Thôi xuống dưới nhà đi. Còn cả anh nữa. Em đi làm tăng ca, em bảo anh đón con thì anh có đi đón không? Chân của em bị đau đây này, mà cả nhà không lấy một lời hỏi thăm. Con phải từ chối bạn con để về nhà nấu cơm lo cho gia đình. Thế mà sao? Không ai thèm ăn, cũng không ai thèm nói với con lại một câu hết. Rồi đến chuyện của anh Tố, làm mai cho anh Tố cũng bị mắng. Thương em chồng đưa tiền cho thì cũng là lỗi của con. Thế con hỏi cả nhà, con được cái gì? Con được cái gì ạ? Con không được cái gì hết á. Còn có người thì nợ nần chồng chất mà vẫn ăn sung mặc sướng, túi hiệu này túi hiệu nọ, váy này váy nọ, ngủ thì đến trưa mới dậy. Thế trong cái nhà này mỗi mình con là con dâu ạ? Sao mọi người lại đối xử với con bất công như thế? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ xuống lâu chưa ạ? Tối qua con say xỉn, gọi điện về nhà khóc lóc, mẹ sốt ruột quá, sáng sớm bắt xe xuống đây. Mẹ nghe được hết chuyện rồi ạ. Sao ai cũng bắt nạt con? Đi. Mẹ, không về đâu. Lại còn bướng. Mẹ biết là con ấm ức, nhưng con thử nghĩ lại mà xem. Con uống rượu say xỉn rồi chạy khắp nơi, làng xóm láng giềng, người ta nhìn vào điều tiếng. Chồng con là cán bộ nhà nước, con phải giữ thể diện cho nó chứ. Nhưng mà bố chồng con mắng cả nhà mình đấy. Ai chả có lúc bênh con mình, nóng giận lên có lúc nói mà không suy nghĩ. Con muốn cái gì thì cũng phải từ từ, thủ thỉ mà nói. Bây giờ phải sống tốt đã, không phải sợ thiệt hơn. Con xin lỗi, hôm nay con dậy muộn nên là không chuẩn bị kịp đồ ăn sáng cho bố. Tôi bị thế này không phải vì đói, mà vì những lời chì chiết của chị đấy. Thôi bố, con xin phép xuống cái nhà xem cháu bố đi. Thôi, chị mệt thì cứ nghỉ đi cho nó khỏe. Không thể bảo là việc gì trong cái nhà này cũng chút hết lên đầu chị. Thôi. Ấy, ông thông gia, cháu nó không nên không phải điều gì, mong ông dạy dỗ cháu ạ. Bà mới xuống chơi đó. Kìa, ông mệt ông cứ nằm nghỉ đi ạ. Con dại cái mang, cháu nó làm sai điều gì, mong ông với các anh bỏ qua cho ạ. Con nói năng không suy nghĩ, bố đừng để bụng ạ. Mẹ xuống chơi, con mời mẹ lên nhà uống nước ạ. Bà cứ lên nhà nghỉ ngơi uống nước đi. Lâu rồi không gặp, tôi định có câu chuyện muốn được thưa với ông ạ. Son, con xuống bếp xem phụ giúp em dâu làm cái gì thì làm đi. Cô Tuyết, để chị làm nốt cho. Cô lên nhà nghỉ ngơi đi. Dạ thôi ạ, em làm cũng sắp xong rồi. Việc gì cũng đến tay chị, mất công mọi người lại mắng chửi em. Hôm nay có gì không phải thì cô bỏ qua cho chị. Chị không có ý đó đâu. Trong đầu mà không nghĩ thì làm sao mà nó ra thành lời được ạ. Mà em cũng không ngờ về chị luôn đấy. Dù sao thì chị em mình cũng là chị em dâu mấy năm nay. Em cho dù có hơi vụng về hay là vô duyên một chút thì thật ra trong lòng em vẫn rất yêu thương chị. Còn chị thì khác, bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo. Okay. Chị làm cho. Em làm được. Chị đi lên gác đi ạ, cho đỡ chật.